Tin giáo xứ Phước Vĩnh hạt Phước Thành, thánh lễ kính lòng Chúa thương xót Chúa nhật thứ hai phục sinh. Trong thánh lễ kính lòng Chúa thương xót được cử hành tại nhà thờ giáo xứ Phước Vĩnh hạt Phước Thành, cha du xe Phạm Quang Tòng, nguyên Chánh xứ Phước Vĩnh đã cùng cha sở An Tôn Barova Hà Ngọc ẩn mời gọi các tín hữu mở rộng lòng với tình yêu thương xót, được Chúa Kitô ban qua ơn bình an, tha thứ nơi các vết thương của người nơi lòng thương xót của Thiên Chúa, các tín hữu được kêu gọi trở nên chứng nhân của lòng thương xót. Trong bài giảng của mình, Cha Du Xe giúp cộng đoàn nhìn lại lòng thương xót của Thiên Chúa hoạt động trong giáo hội. Lòng thương xót của Thiên Chúa được thể hiện cụ thể và sống động nơi tình yêu và sự sống của Đức Kitô phục sinh. Đó là những dấu tích tình yêu mà người mang trên thân thể để trở nên chiên của Thiên Chúa đứng xóa tội trần gian. Khi Tô Ma được chạm đến dấu tích của lòng thương xót này, ông đã ra đi làm chứng cho lòng thương xót của Thiên Chúa đến tận Ấn Độ. Nhắc lại lịch sử lòng thương xót của Thiên Chúa, cha cố cho thấy lòng thương xót hoạt động ngay trong bí tích thánh thể, lời tuyên xưng trong lòng của giáo hội sau lời truyền phép. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Mãi cho đến Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ hai cùng với chị thánh Fautina thì lòng thương xót của Thiên Chúa mới được hội thánh chính thức loan truyền cách mạnh mẽ. Đức Giáo Hoàng còn được gọi là tông đồ của lòng thương xót và kết thúc cuộc đời dương thế vào áp ngày lễ lòng Chúa thương xót ngày 2 tháng 4 năm 2005. Đến Đức Thánh Cha Francisco ngày nay, lòng thương xót của Thiên Chúa vẫn còn được thể hiện qua các văn kiện của giáo hội. Ngài khẳng định, một vụ của giáo hội phải được đặt trên nền tảng lòng thương xót của Thiên Chúa. Lòng thương xót của Thiên Chúa là cái phao của giáo hội và của thế giới đang ngục lặn giữa biển cả, đang cần cứu vớt. Đó là con đường của Chúa Giêsu đã đi, con đường mà giáo hội đang khám phá và cứu chữa nhân loại. Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và nguyện chúc cộng đoàn giáo xứ luôn là những tông đồ của lòng thương xót Chúa làm chứng cho chúa bằng đời sống và tình yêu của lòng chúa thương xót